Hello anh em nhé, chào tất cả em viên tất thích của mình. Thì mình Sơn Xuân Phong ở đây anh em ơi. Thì hôm nay là ngày 15 tháng 8 anh ạ, mình được nghỉ. Thì không biết anh em ở nhà được nghỉ không nhá. Thì vừa mình ngủ dậy anh ạ, mắt vẫn còn húp lên này. Ngủ từ sáng ra, thì giờ cũng hơn 10 giờ rồi. Thì hôm qua mình có đi mua được hai túi pháo anh em ở đây. Anh em nhỉ. Thì pháo này mình cũng hỏi qua nhân viên ấy, thì thấy nó bảo là pháo này là pháo khói anh em nhá. Thì clip của mình từ đầu đến giờ làm thì cũng chưa có clip nào review pháo khói, có cái dạng khói màu ấy. Thì hôm nay ấy, mình làm cái clip để review cái pháo khói này. Thì chắc là clip này thì mình mua có hai cái túi này thôi. Đó. Thì mình sẽ review nhanh nhá. Để anh em xem đừng quên like đến cái kênh của mình nhá. Thì thời gian tới mình sẽ cố gắng ra đều clip để phục vụ anh em nhá. Bây giờ mình sẽ bóc cái túi này ra và review xem là nó như nào nhá. Thì đây nó có rất là nhiều loại màu luôn, thì một túi này có 12 quả, một hai túi là có 24 quả nhá. Đây thì mình đã bỏ hết ra đây rồi anh em nhìn này. Đó, trông nhìn cũng khá là to, trông to tầm khoảng viên bi. Thì đây nó cũng khá nhiều màu, màu vàng này, màu xanh, màu tím này, màu trắng. Thì cũng không thấy có màu đỏ, nói chung là chỉ một số màu mình thấy màu trắng khá là nhiều luôn. Thì giờ mình sẽ test luôn nhá. Thì hôm nay trung thu đấy, thời tiết này khá đẹp, ở Đài Loan thì cũng nắng rất là nhẹ, rất là râm. Không biết là Việt Nam mình như nào, mưa bão hay là có lạnh gì không, chứ trời mưa thì trung thu này làm sao mà rước được đèn anh em nhỉ. Đây mình sẽ test luôn cho anh em xem quả màu vàng xem nó như nào nha. Ui, kìa anh em kìa. À, khói vàng anh em nhá. Ui dài rồi. Ui, mùi kiểu như là mùi nó, cái mùi khói của nó kiểu như là cái mùi đốt diêm anh em ơi. Rất là mùi dấu điện của khói kìa. Ồ, nhưng mà cũng khá là nhanh đấy. Khả năng là mình sẽ cầm tất cả chỗ này, xong mình sẽ đi xuống dưới kia, mình đốt vài quả một liên tiếp cho nó máu anh em nhé. Đấy, giờ mình sẽ cầm mình đốt luôn vài quả cho anh em xem nhé. Đây là quả màu vàng này. Đó. Úi xài ra khói vàng luôn. Đây quả màu xanh này. Mấy quả liền cho khói nó đẹp nhá. Một tím nữa anh em nhá. Đây một tím. Khói tím này. Úi giời ơi. Đẹp luôn. Đàm màu nữa này. Bảy sắc cầu vồng luôn này. Mình sẽ đốt liên tục luôn anh em nhá. Này. Này màu trắng nữa. Màu trắng. Úi giời anh em thấy gì nào không? Ôi giời ơi. Người một tím à? Ui trông một tím à. Màu tím thì chung à? Ui, màu xanh. Màu xanh ui mất thế. Màu xanh của mây nhá. Nhưng mà nghe chừng nó hơi nhanh ấy, mình thấy nó cứ nhanh nhanh kiểu gì ấy. Mới bật được tí bát hết rồi. Không được nhiều. Anh em này. Kể sát cho anh em xem này. Nó phụt ra từ cái lỗ nhỏ đấy. Đây cái lỗ nhỏ này. Những cái ống ngòi là nó phụt khói ra luôn này. Đó. Ôi gió to hôm nay. Trung thu nhưng mà gió hơi to anh em nhỉ. Anh em nghe tiếng gió không? Mình ngồi đây cứ gió lô lô luôn. Đây bắt đầu đây là quả màu tím này. Gió to quá, bật nó hơi khó anh em ạ. Đốt nốt đi. Không biết anh em xem video của mình có anh em nào bên Đài Loan không nhỉ? Nếu anh em là bên Đài Loan thì inbox cho mình phát nhá. Mình đang đi tìm cái loại pháo gọi là pháo trứng em ơi, nhưng mà không thấy có. Không biết anh em ở Đài Loan chỗ anh em ở thì có bán pháo trứng không, hay là pháo dàn 50 quả 200 quả không, để anh em biết thì inbox cho mình phát nhá, thì mình đi mua và review cho toàn thể anh em cùng xem nhá. Tại vì mình cũng đi tìm khá là nhiều nơi nhưng mà không có thấy. Mình đang cần tìm pháo trứng này, mấy cả pháo dàn này các bạn.
50 quả, 100 quả, 49 quả các kiểu. Ở cái chỗ mình thì mình ở Đài Trung anh em ạ, nên là mình tìm rất là nhiều nơi rồi, không có mấy có anh em nào. Chỗ anh em nào, chỗ anh em nào Đài Nam hay Đài Bắc gì biết thì inbox cho mình nha. Cả pháo trứng nữa, pháo trứng mình tìm hơi khó, thì theo được biết thì pháo trứng nó khá là nguy hiểm nên là mua được rất là khó. Nhưng mấy cả người ta không nhập cái loại pháo đấy. Nhanh em nhỉ, tí đã hết khói rồi. Đây nha, khói pháo trắng này, khói pháo xanh này. Đây, pháo trắng tiếp. Toàn màu trắng thôi ạ, nên là anh em nhìn này, màu sắc huyền ảo không. Đây, thế này, ơ kìa. Quá này còn bên ngoài. Mình nhờ review sát cho anh em xem có một khói xanh này. Úi giời ô, nó phụ ra màu xanh à. Trùng á không. Úi giời.